Có những ngày thật buồn, mệt mỏi với bao thương tổn khổ đau ở tâm hồn, để rồi lặng lẽ tìm đến nơi góc thờ Phật, ngồi dưới chân người, nhìn vào đôi mắt từ bi của người, gửi người hóa giải những nỗi đau muộn phiền, buồn vui, cô đơn, xa lạ, nhớ nhung, ước ao. Chỉ có người mới hiểu được bao nỗi niềm trắc ẩn nằm sâu kín trong lòng em. Người đã từng đi qua cuộc đời như thế, đã từng nếm trải những thương yêu giận hờn, hơn thua được mất, đã từng đau nỗi đau trần thế, đã từng đau nỗi đau gặp gỡ và chia ly, đã từng đau nỗi đau ngậm ngùi đắng cay của hiểu lầm nghi kỵ, đã từng cô đơn như một tảng đá và đã từng dầm mình dưới những hạt mưa đầu mùa, những cơn mưa bất chợt khổ hạnh. Nhưng người đã vượt qua tất cả và luôn quay lại.